ngồi chơi vô ơi. Uống trà sữa không? Đi ghế uống xe đi, uống trà sữa. Mua đồ giùm tao ơi. Muốn gì? Thì đi ra đi. Mẹ chỗ luôn. Đi đâu? Đi lại đi. Không chơi đâu, chơi qua bữa chữ chơi. Mới chữ luôn. Chơi vậy chơi. Tao đi lấy nó đi. Hi. Hello mọi người, chào mọi người với clip mới nhất của anh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Sen nha mọi người. Mình là Giang nha mọi người. Mình là Toàn nha mọi người. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa có cái màn cho nào mà dành cho thằng Nhã như nhánh luôn. Thì mình nghe hôm qua phanh, nghe phong phanh đâu đó thì ba Nhã mới mua hai chậu, bốn chậu rồi, bốn chậu nhãn thọ. What? Để trước cửa nhà mọi người. Nhãn thọ bông cúc cái đọc cúc. Nhãn thọ mọi người thì mình cũng suy nghĩ ra cái một màn cho cắt hết chậu bông nhãn thọ của nó. What the hell? Thì sao mà mày nghĩ sao mà cắt vậy? Là mình mua chậu mới. Mình mua một chậu mới. Giấu hai chậu bông ở nhà của ba nó nha mọi người. Thì để coi xem mày có như thế nào vậy mọi người, nhớ xem hết video. Ủa chơi vậy chơi cho chúng tốt tiền nha. Gì? Tiền Toàn mà lo gì? Mà. Nè tao có 50. Ủa 50 ngàn mất tiêu rồi. Ê. Ui. Tao bắt cá luôn. Ui. Trời, 50 ngàn. 50 ngàn. Một chậu 25 ngàn, 50 ngàn là 50 chậu. Ủa đó. Cho 25 ngàn nó chậu. Thì chậu mình chạy gây tới chỗ bán bông nha mọi người. Thì bông mình đó đó. Cái này mà. Chỗ đó bông tà ba, chỗ này nè. Chỗ này bông mới rẻ, mày ngu quá. Mày chỗ nào là có bông được rồi mà. Với lại cái chậu bông đó nó chưa có, hồi tối này nó ngủ nó chưa, không, nó không có biết ba nó mua chậu bông nó không có nhìn kỹ đâu mọi người. Thì mình mua chậu nào thì cũng như chậu đó thôi, thì chậu bông nhãn thọ thì cũng chậu bông nhãn thọ chứ không có mua bông cúc đâu. Thì bông nhãn thọ là bông nhãn thọ đó. Thôi dạ. Đi. Ê, bạn. Từ từ. Gần nhín. Đâu. Ơi ơi, kẹo lên đi coi. Thôi, mình đi không là dẫn hoài. Tin mời chú ơi, lại có số điện thoại kìa. Nồi lấy hai bông hai cây về luôn đi, lấy hai cây về luôn quá. Mua mấy cây, mua mấy chậu. Một bông. Ủa anh bán gì anh Dũng? Đừng quen mọi người ơi, đừng quen. Nhiều chậu vậy anh Dũng? Ở chỗ bán món 50 ngàn. Có 5 ngàn không? Tôi không có 5 ngàn. Vậy mà có đồng nghiện quay. Mình có đồng nghiện không? Ừ, sẽ có. Còn có. Bớt quần sàn qua bớt tạo. 5 ngàn đưa 5 ngàn để đi. Ừ ba ư. Mọi người biết nhà thằng Chẻo đâu không? Nhà nó trên cái đồng Trần Tinh mà trên cho đó Hoàng Giang. Đi lại. Lẹ đi. Rồi ok. Em tới nhà cho mọi người. Thôi mọi người mình coi mình nạt, mình phá, mình chọn. Đi.
sẽ cắt chậu bông, cắt chậu lũi luôn nha mọi người. Đợi cho tao. Đợi gì tao mà vô
lại đi. Ừ. Cho năm lấy hai dán lại đi cho nó chắc. Ôi sao mày chưa kỹ mày? Mấy cái chồng bông mới mua tối ông ngủ với chồng đó. Đúng rồi, vậy. Kệ đi, cho anh mẹ đi Tết. Mà em mấy chồng bông tối mới đi lượt lại đi. Nữa đi chỉ mày. Dương. Ê, 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 mày á, thấy mày chơi chưa? Anh em biết rồi, vừa tẩu cho mày chưa? Vừa tẩu đi, liu 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 liu, vừa tẩu đi liu liu đi. Xui gì tụi bay lưỡi ra ba tẩu nhỉ? Chơi kỳ quá nha, chơi chấm mấy. Ủa mày chơi mày phá nhà người ta gì? Chơi phá cửa nhà ta gì? Cười chứ. Bay giết, bay lớn. Nó lại cho nhảy nè. Mọi ơi, cắm vô họng luôn. Đó rồi, rồi phải nít tao dẫn kỳ kỳ chạy. Rồi, cái này nè. Đó. Cái mày mày chân đi. Này, cái mày đường nè. Lớn hết gột dẫn kỳ kỳ. Anh chị ngô của chê mày đầu tiên. Lớn chê mày. Quá người mày dẫn kỳ con vậy. Dẫn quá quá quá. Tụi mày vui nó hay gì? Tụi mày vui nó hay gì? Coi dọn dẹp đi. Thấy nè. Ấy, 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 ấy. Coi dọn dẹp đi. Đúng rồi, đúng rồi. Bóc. Chứ dẹp đi mà nhá. Rồi nó chưa ghét lại cho mày. Chứ không mày mày nghĩ sao? Chứ bông ba nó mới mua rồi tối luôn phải của tao nó bị chơi xong được. Ừ mày nghĩ sao vậy mày? Tao tưởng của mày mà. Mày chơi vậy rồi lỡ. Tao không kêu là. Mày mới cần. Cười đâu? Mày mới cần. Tao tưởng mày lấy bông ở đâu ra khác. Mày có cần không? Có. Đó. Tao có. Mày chưa kỳ quá bông. Mà mày có cần không? Tao cười làm gì? Cười nói đau ta bông mua trong tiền cái bộ. Mày chơi rất lớn hết trơn phải con nít mày giỡn kỳ cục mày bay. Bông bứt còn cái cười không mà nè. Mày chứ dọn dẹp đi để hỏi ông gam chửi tụi bay đó. Nghĩ sao chậu mới mua thì tối cái đợp. Ờ. Ừ. Nhà luôn. Mới mua tao rồi. Tao chưa ngắm được cái hình hài cái chậu nữa mà. Đúng rồi. Bay. Bay mới suy nghĩ một cái bay ơi. Trời. Hù hù hù. Cho anh em nữa. À, cho, nãy tao nằm nhà với mày, mày là biết nó cho anh em rồi. Khi nào mới tiền? Không phải cho anh ấy, cho anh này, cho anh tao cũng cho anh gì cũng được đâu, không phải đặt đâu. Đại đi. Không có đặt. Nói chắc nó giỡn á. Có đặt ở ngoài không? Không. Mày ngắt chơi thôi, đặt ngắt gì? Rồi. Nay mùa 26 rồi, cắt đại luôn đi. Ơi, nó còn có ra nụ được đó. Trời ơi trời, nghĩ sao bông người ta mày cắt vậy mày? Cái gì không? Cái gì cho nó xuống hết luôn đi. Nè, chỗ này nó mới đẹp nè. Đó. 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 Má nó hồn hồn ra không đậm chữ. Hồi ba tao ra gặp một cái đi ha, ba ơi. Chửi đó. Mày chơi giết mày chơi ngu dữ mày. Ở đâu gà hả? Kiếu. Đó, mày thấy không? Đâu mày? Đâu, có gì được rồi, mất được giỡn nữa. Hai cho cũ tối nè. Tụi bay lớn hết rồi, bay giỡn như vậy. Thôi được rồi, có mua được hai chú. Ba nãy lưng lẹo lắm, ba nãy giờ nó không mà, hết ống thôi, có hai mua lại hai chú khác cho chú mừng rồi. Dạ. Hai chậu đó mà. Hai chậu tối có chú lửa. Còn có biết gì đâu. Ủa gì hay cái này gì? Vậy hai chậu này thơm hả? Vậy chứ hai chậu này thơm mà. Hai chậu này, tụi con mua.
Nhưng mà tao bay lớn hết rồi, đừng có giỡn như vậy. Cái bay đầy đặt này tao. Ok. Một. Rồi. Đúng rồi. Tên á. Nó dư đưa lại 55 ngàn đi. Chị. Trả ra nhau mày. Chơi nó đã, tao biết gì đó tao ra đó. Cho đâu. Đây công nhận mày, mày mày này hay ghê ha. Ừ. Tự nhiên tốn 55 ngàn cái xài gác còn tự quét nè. Nãy giờ hồi có quét tiếp nó đi. Nãy giờ con gai đâu có gai rồi đó. Mày ngu lắm, mày bị nó cho nó tụi bay. Bị cho rồi. Thằng cho. Chị không có tiền. Ừ. Mày ngu lắm mày. Thì bay ngu chơi đồng tiền cứ luôn bay chơi bay chơi tiền chơi chơi mét chơi mét tiền là vậy à, giờ tao không mét hộ ra không thấy chữ mày sao không mày chơi mày lớn mày chơi con chút xíu mở mét ba đó mọi người nên nó chờ cho mình được nhà cửa bông mới mua mọi người nó làm gì đó nhà cửa bông mới mua mấy thằng này nó đi chơi vậy đó coi được không. Ôi, bay chưa kỹ quá vậy. Bởi danh danh nè, nó tốt với mình lắm mọi người. Đúng rồi. Nãy nó ra con cười nữa, cười nữa, cười nữa. Cười nữa mà. Ai giỡn mình chói danh lại mình tháo cái xe danh đi. Nó chứ chân hùng chi giờ quét với nó. Ừ, nó dễ thôi. Chứ ba mình không dễ mấy. Ngoài ba nhã dễ. Ông mới là hiền nên nếu mà người khác nhìn vậy người ta sẽ thấy rồi. Mấy mày thằng này nó mới chơi chơi trò kỳ cục. Mày đừng có nói như vậy nữa nha mọi. Nè. Ừ mày đừng nói vậy. Tụi tao đây. Mình nó thiệt chứ. Bộ ơi. Quét đi. Tao chỏ mày á. Chụp chỏ mày bây giờ. Giờ ví dụ mọi người đặt hoàn cảnh cho mình ba của người khác rồi nãy giờ ông ra ông quýnh mày này cái này chỉ là cho anh thôi mọi người ơi đừng có nghĩ suy nghĩ như vậy đừng có ném đá anh em mình bố không dễ cho anh vậy bố không dễ à. Tại ba mình không dễ thôi cũng cút cái đầu mày ơi tao chạy làm gì cút được ừ nó chạy sao cứu được nó chạy vô cái góc đó rồi nó trốn đâu trốn chỗ đó trốn mày sao nó khuất mặt ông được rồi mày nói chuyện gì á thằng bị trôn ừ góc mới chịu tên gì vậy mấy thằng bông lương lẹo mày vậy cút cu ừ cút cu danh lại cho anh này nè lại đây cho anh này nè má ơi hả tết nhất dọn nhà thôi nhanh lên thôi để nhất các bạn vô dọn nhà đi để mày màu vàng đẹp mà bay vàng đi tao mấy ổng chửi tụi bay tụi bay bậy lên chửi bố ơi đó không vô nhà bố ơi thôi mình thôi em đi về kết thúc video tại đây mọi người nếu mà người thấy video này hay hãy bấm like và đăng ký kênh nhấn cái chuông kế bên để mỗi lần mấy thằng ngu YouTube kêu thông báo rồi bấm vô xem cho mọi người còn mày ngu quá mày ngu như bò mày chơi xong mày khoét rồi tốn 55 ngàn rồi đâu khoét đâu mày ngu nhưng mà mày đã tốn 55 ngàn qua cho bông rồi tao lấy tiền mày á tiền tao bóp tao mà tao lấy mày mà ngủ đó. Ôi, tao lấy 50 ngàn à. Mượn sang 5 ngàn là 55 ngàn mua luôn hai cho bông. Còn gì nữa đâu mà 50 ngàn nữa tao lo bán cho mình luôn. Ừ. Sao mày bây giờ tao đủ sợ đâu. Ừ. Còn gì nữa đâu mà so với nhau. Cái này cho anh là một chí tốt xin quét vô. Ừ. Mà mình gọi tốn tiền 50 ngàn nữa. Mình tốn 5 ngàn rồi. Thôi hết rồi. 50 của thôi hết rồi. Tiền đâu lấy chiếc xe trời ơi xạo nữa má lấy dịch bớt cái tiền nhất trời tiền ơi hết tiền mới chịu hết tiền chỗ ta đang buồn nha mày chỗ ta đang buồn nghe mà không nói chuyện vậy đó giờ đó thôi tội nghiệp đó mày đó là cho nghĩ sao mày nghĩ sao mày bị bóp nhỏ rồi lấy mấy 50 kẹt nè tiền nè đây nè là thì góp đi thôi kệ đi xong cái đó quay đi kệ đi kết thúc video đi mọi người thà mình bị cho anh mọi người cho để bắt ra tụi kẹt chơi nãy giờ cười nãy giờ cười quá trời cười cười đâu cái tặc của mày cười đó nãy tao định không nói rồi tao nói tao bay lớn rồi bay đừng có chơi vậy chơi phá nhà phá cửa phá nhà tao mới tốn 50 ngàn đó trả 50 không có đâu bye bye nha mọi người bây giờ thì bye bye chào mọi người.